Thấy có một lù lại lại hát á. Lù lại hả? Cá đuối, cá đuối móc gì đó, cá này rất cứng luôn vậy. Nướng xong cái mình lấy lá chuối mình đập dập 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 này là cá đuối hắt cấy, rồi cá đuối hắt cấy. Cá đuối này nếu ngoài biển nó 200 kg. Cái đuối là phải giòn được, giòn cái chuối. Chút lại trong đợi nãy giờ mày rủ vậy. Bây giờ luôn. Mềm không? Có hùng lâm anh đây, mềm không? Tiêu tôi có lại. Ủa hát luôn hay vậy? Chợ hai bà nhậu luôn hả vậy? Nhậu quá nhậu. Có, đâu có nhậu người ta ông đánh nè. Ông đánh luôn. Ủa đây đãi gì vậy? Có gì đâu đãi. Nhậu chơi luôn mà. Ê chị lại. Em đang vô học gì đó. Được rồi. Được cái đó anh hai biết được chưa? Dục rồi. Thôi rồi. Mày có đập mấy đồ. Xem hai chấm mình đó. Lấy cái trà, lấy cái tấm thớt kè, lấy cái dao trên cửa đó đập. Đập mấy nhảy nè, có tiêu mới được. Mình lấy bẹ ngang cái đập. Nó cũng mềm bên đây. Rồi, giò nó chuối nó mềm. Này là nhậu bia là vô được. Anh ơi. Mày gì? Amazon.
Đây, món khô cá đuối hạt cấy nè quý khán giả. Đây. Đang đúa giỏi quá ha. Cá sấu cái sẽ trở lại nơi này và nó sẽ không để ai xen vào chỗ của nó. Lãnh thổ của con cá sấu cái bao gồm một cá đuối hạt cấy này. Chuyện này nhậu bia thôi. Một con cá sấu biệt già đang nghỉ ngơi, nó có thể giết chết con cá sấu cái vì đã làm phiền nó. Chết em mọi người. Nó đã bị hết mình rồi. Rời khỏi nơi này. Cấp dữ ha. Gà lấy hộp gà, hộp vịt gà. Có hộp vịt không? Tôi nghĩ ăn vịt. Tháng 12 đã tới, cuối cùng bầu trời bồng bềnh mây cũng đến với đập này và con nào. Tự ăn dỗ á. Quá ăn dỗ, mẹ ngáo mà. Con ăn dỗ. Đây là tín hiệu mà con cá sấu cái đang chờ đợi. Ba người băng khác. Ngon ghê mọi người. Ba người là dọc ké à. Ba ngọt. Ngọt quá. Sao nữa? Con no rồi. Con